Ngày 20 tháng 8, Đức Maria Nữ Vương. Chia sẻ tin mừng theo Thánh Luca chương 1, câu 26 đến câu 38. Cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, cùng với giáo hội hôm nay mừng kính tước hiệu mẹ là mẹ nữ vương trời đất, chúng ta được mời gọi cùng chiêm ngắm con người của Đức Maria. Lạy Sứ Thần đã chào mẹ, kính chào bà đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà, mở ra cho chúng ta một cách nhìn về mẹ và cũng mang lại ít nhiều ơn ích cho mỗi người chúng ta. Từ trong ngàn đời, Thiên Chúa đã tuyển chọn mẹ, Ngài đổ đầy cuộc đời mẹ bằng ân sủng và sự thánh thiện đến từ Thiên Chúa. Thiên Chúa phủ bóng cuộc đời mẹ bằng tình yêu nhưng không. Chính tên gọi đầy ân sủng và xác quyết Đức Chúa ở cùng bà đã thể hiện rõ cả cuộc đời mẹ là chuỗi ngày sống với Thiên Chúa và sống trong Thiên Chúa. Điều này càng làm rõ thêm khi chính Chúa Giêsu đã xuống thế làm người. Chúa đã không sinh ra bởi ai khác nhưng đã sinh ra từ chính cung lòng của mẹ Maria. Nói ngược lại, vì mẹ đã được gọi, đã được chọn để cứu mang đấng cứu thế, nên mẹ luôn sống trong tình trạng tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa. Mẹ đã được tuyển chọn vì con mẹ và để cho con mẹ, cũng chính là Chúa Giêsu Kitô. Vì thế, Thánh Bernardo khi ca ngợi mẹ cũng đã viết: Đức Trinh Nữ dòng dõi hoàng gia hẳn đã được ngọc châu báu nhân đức trang điểm. Mẹ lộng lẫy cả tâm hồn lẫn thể xác. Dung nhan mỹ miều của mẹ đã nức tiếng trời cao. Mẹ thu hút mọi cái nhìn của thần thánh thiên cung, khiến đức vua phải nghiêng mình sủng ái, và một vị thiên sứ phải xuống từ trời cao để gặp mẹ. Mẹ thật sự đã được vinh hiển bởi chính người con yêu quý của mẹ, cũng chính là người ân cả của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, khi chiêm ngắm các tước hiệu của mẹ, chúng ta nhận ra được tình yêu Thiên Chúa vẫn trào tràn trên cuộc đời mẹ. Cũng là lúc chúng ta chiêm ngắm chính con người của mẹ. Mẹ được chọn giữa muôn ngàn phụ nữ vì mẹ dám quảng đại để cho Thiên Chúa đặt bút viết trên cuộc đời mẹ thánh ý của Ngài. Mẹ dám hiến dâng và hiến dâng trọn vẹn. Mừng kính mẹ nữ vương, chúng ta cũng được mời gọi sống xứng đáng làm thần dân của mẹ. Chúng ta dám quảng đại hiến dâng cho thánh ý được thực hiện trên cuộc đời của mỗi người chúng ta. Dám tin tưởng lên đường cho dù còn đó những khó khăn, thử thách. Vì xác tín Thiên Chúa luôn ở cùng chúng ta như đã ở cùng mẹ. Quả thế chúng ta luôn cần ý thức thân phận phàm nhân của mình chẳng là gì để Chúa phải bận tâm. Thế nhưng cũng như mẹ, Thiên Chúa là đấng tuôn tràn ân sủng đã lựa chọn chúng ta giữa muôn người. Chúa đã trao cho mẹ sứ mạng làm mẹ Thiên Chúa và mẹ đã được tôn vinh làm nữ vương thiên đàng. Chúa cũng trao cho mọi người chúng ta sứ mạng làm con Thiên Chúa, là thần dân của nữ vương Maria. Chúng ta phải sống làm sao để xứng đáng là những thần dân trung thần trong nước trời. Thật ra, Đức Mẹ Nữ Vương không theo nghĩa uy quyền, cai trị, nhưng theo cách nhìn vinh quang mẹ chiếu tỏa toàn cõi địa cầu. Thánh Amede xác nhận, mẹ trội vượt hơn mọi người như ân sủng dồi dào như vực thẳm, nhưng mẹ lại tuôn đổ thật rộng rãi xuống trên đoàn dân đang tin tưởng và khao khát. Quả thế, vương quyền của mẹ cũng như Chúa Giêsu Kitô con mẹ là đã trao ban và phục vụ, chứ không phải cai trị và được phục vụ. Người con đã hy sinh cả cuộc đời đến nỗi chịu chết trên cây thập giá để đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Thì chính mẹ, mẹ cũng đã không ngừng bước theo Chúa trên mọi nẻo đường, đã chứng kiến con mẹ tắt thở, bồng ẵm thân xác con yêu trên tay. Mẹ cũng đã giấu đi nỗi đau mà luôn bình an, tin tưởng cùng cầu nguyện với các tông đồ để đón chờ và lãnh nhận Chúa Thánh Thần ngự đến soi sáng hướng dẫn. Cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, chúng ta hãy cùng nguyện xin với Đức Mẹ Nữ Vương giúp chúng ta sống xứng đáng là những bề tôi trung thành trong thiên quốc để cùng mẹ vui hưởng hạnh phúc nước trời. Nguyện xin cho mọi người chúng ta luôn biết ý thức sứ mạng phục vụ mà Thiên Chúa đã trao phó trong công việc bổn phận hàng ngày, để không ngừng cố gắng làm cho dân cha được sáng, nước cha được hiện trị. Amen.